Trước khi đi mua dầu gội ở nhà đã ôn bài cũ chưa? Đã ôn lại kiến thức khi đi mua dầu gội chưa? Đi đâu đấy? Đi mua dầu gội. Sao nó trông không thế hả? Nói chuyện với người lớn mà nó trông không như thế à? Mình đi mua dầu gội. Thế đi mua dầu gội mà sao quần áo kiểu gì đây? Đầu tóc kiểu gì đây hả? Có biết hôm nay là thứ mấy không? Hả? Hôm nay là thứ hai. Thứ hai mà ăn mặc như này à? Có vấn đề gì à? Trước khi đi mua dầu gội ở nhà đã ôn bài cũ chưa? Đã ôn lại kiến thức khi đi mua dầu gội chưa? Ôi giời ơi! Một chút chút. Đâu? Để tôi kiểm tra bài. Ở đây là sản phẩm làm sạch và chăm sóc tóc đến từ thiên nhiên, dung tích 500ml, làm sạch da đầu, giảm rụng tóc. Ơ cái gì kìa? Đâu? Cung cấp các dưỡng chất như protein, vitamin. Ô hay cậu này, bỏ ngay cái phao ở trên tay cho tôi. Đấy, lười nhá. Một cái chuyện như này thôi mà cũng không thuộc được. Rút ngay quần quần áo áo đầu tóc các thứ. Có nhớ được không? Có mỗi cái thành phần từ đông trùng hạ thảo, rau diếp cá, trà xanh giúp thúc đẩy quá trình mọc tóc, khôi phục tóc hư tổn. Hương thơm thảo dược tự nhiên thôi mà cũng không thuộc được. Có thuộc được không? Có học rồi nhưng mà quên ạ. Thế ăn có quên không? Ngủ có quên không? Đi chơi có quên không? Hả? Mà sao có mỗi cái việc đấy mà không nhớ được? Cứ thể quần quần áo áo đầu đầu tóc tóc. Ôi trời ơi. Không có gì cái ấy không hả? Thế bố mẹ đã biết chưa? Bố mẹ cho tiền thôi chứ bố mẹ không biết ạ. Được rồi, mai gọi bố mẹ lên gặp tôi giải quyết cái chuyện này. Bây giờ mang chai dầu gội này về đi. Để nhớ cắt tóc đi nhá. Dạ vâng ạ. Người ông ra ngợ. Ủa? Gì vậy?